Linh Chi, Duy Khánh hay Minh Phượng đều là những sinh viên của khoa ngoại ngữ trường Đại học Hùng Vương. Kể từ ngày các đội tuyển của bảng A đặt chân đến Phú Thọ, mỗi buổi sáng sớm, các bạn trẻ này lại đến khu vực khách sạn lưu trú của đội để bắt đầu một ngày của mình với công việc của một tình nguyện viên SEA Games. Công việc hàng ngày của em thì sẽ chia ra làm hai ngày, đó là chính là những ngày luyện tập và những ngày có trận đấu. Và những ngày mà chỉ có luyện tập thôi thì chúng em sẽ chia ra hai ca, đó là một bạn sẽ trực ở khách sạn từ sáng đến ban trưa, còn bạn còn lại sẽ trực từ trưa đến ban tối, để nếu ví dụ họ cần cái gì thì bọn em có thể sẵn sàng đáp ứng nhanh nhất có thể ạ. U23 Philippines là một đội bóng đến Việt Nam khá đặc biệt khi một nhóm cầu thủ đến trước và một số thành viên khác di chuyển sau. Linh Chi đã từng 2 giờ sáng di chuyển từ Việt Trì đến sân bay Nội Bài để đón đoàn cũng như hỗ trợ đội bóng. Đoàn Philippines trong cảm nhận của em là họ rất là thân thiện, họ rất là tử tế với mình. Họ trong khi các đội khác thì có một số đội thì họ có thể chê cái này và thậm chí là rất là gắt gỏng trong một vài chuyện. Nhưng mà riêng đội Philippines thì em thấy họ rất là hài lòng với tất cả mọi thứ, đặc biệt là huấn luyện viên trưởng ạ. Ông lúc nào cũng rất là hiền lành, rất là lãnh đạm. Họ rất tốt bụng và nhiệt tình. Bất cứ khi nào tôi cần, họ luôn có mặt, kể cả khi chúng tôi đến vào nửa đêm. Xin cảm ơn hai bạn tình nguyện viên và hẹn gặp lại. Đội tuyển U23 Timor-Leste là đội tuyển quốc tế ghi nhận 2 trường hợp cầu thủ và trợ lý huấn luyện viên mắc COVID sau khi đến Việt Nam. Nhờ sự giúp đỡ của các tình nguyện viên khi vừa là người động viên, chăm sóc, vừa là người kết nối tình hình sức khỏe của thành viên đội đến bác sĩ. Chỉ sau khoảng 5 ngày, các thành viên của Timor-Leste đã sớm khỏi bệnh. Chúng em đã chuẩn bị cho công việc tình nguyện này từ 2 tháng trước. Về phía nhà trường thì cũng đã cho em một vài buổi tập huấn để giúp chúng em có thêm nhiều kiến thức về SEA Games cũng như là bóng đá. Kỷ niệm của em với Timor-Leste đó là khi em được dẫn các ông đi xung quanh Việt Trì ạ. Em đã từng hỏi họ về tất cả những thứ về Việt Nam thì họ luôn luôn nói rằng Việt Nam rất là tốt, cả về cơ sở vật chất lẫn con người của Việt Nam ạ. Một công việc không được trả lương, chịu nhiều áp lực và cũng không kém phần vất vả. Thế nhưng với Chi hay tất cả những bạn trẻ khác, họ đều coi đây là một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc sống sinh viên của mình. Đối với em, mặc dù công việc này không được hỗ trợ nhiều, nhưng mà cái thứ lớn nhất mà em nhận được đó chính là cơ hội được gặp gỡ những con người mới ở những đất nước mới và có cơ hội được trải nghiệm một kỳ SEA Games đúng nghĩa. Được biết là từ khâu tổ chức như thế nào, làm thế nào để có thể mà hoàn thành công việc của mình tốt nhất. Sự đóng góp nho nhỏ của chúng em trong kỳ SEA Games lần này thì sẽ đem lại cho những cái đoàn thể thao quốc tế sẽ có cái nhìn thân thiện về Việt Nam và con người Việt Nam. Thành công của một kỳ đại hội thể thao không chỉ đến từ các vận động viên, huấn luyện viên hay khán giả, mà còn từ chính những con người thầm lặng phục vụ phía sau như Chi, Khánh hay hàng chục nghìn các tình nguyện viên khác trên khắp cả nước. Tất cả đều đang nỗ lực hết mình để bạn bè quốc tế có được những thiện cảm tốt nhất về đất nước và con người Việt Nam.